Nhấn đăng ký ngay kênh XTV Gaming để xem bọn mình livestream nhé. Trong trận chung kết thế giới 2020 vừa kết thúc cuối tuần qua, Suning là đại diện cuối cùng và hy vọng duy nhất của LPL đã gục ngã rất tiếc nuối trước một đam gôn đầy mạnh mẽ của LCK với tỷ số 1-3. Suning là chú ngựa ô đã gây chấn động thế giới với hành trình của mình và cuối cùng họ đã không thể làm nên điều kỳ diệu. Sword Art bật khóc ngay trong buổi họp báo, trong khi Sọp cũng không kìm nén được nước mắt và các thành viên còn lại, bao gồm cả ban huấn luyện, đều gục đầu tiếc nuối. Suning đã gục ngã ở trận chung kết. Dù có thất bại, cũng xin vẫn hãy tiếp tục ủng hộ cho năm trái tim quả cảm. Bin, đại diện cho khát vọng trẻ trỗi dậy. Bin là tuyển thủ trẻ được người hâm mộ LPL yêu thích nhất tại mùa giải 2020. Chúng ta đều biết thanh thiếu niên luôn là những đứa trẻ thích mơ mộng, nhưng chỉ một số ít bọn chúng được ông trời ưu ái. Rất may tại LPL, Bin là một đứa trẻ luôn được sủng ái. Cậu bé may mắn hơn những đứa bạn trang lứa. Sau khi được phát hiện ra tài năng của mình trong game, bố mẹ Bin không hề ngăn cản, không dập tắt ước mơ của cậu nhóc. Sau khi nhận được lời mời từ Suning, bố mẹ Bin chỉ nói: "Con có nghĩ đến ước mơ của mình không? Đừng hối hận nhé." Cha của Bin cũng thích chơi game không kém cậu bé này. Trong phim tài liệu mà LPL làm về Bin, chúng ta có thể thấy cha anh có kỹ năng kém nhưng ông ấy rất thích theo dõi những giải đấu. Tướng yêu thích của cha Bin là Tryndamere. Khi Tryndamere được hiển thị trong khung chọn của Bin, bỗng chợt khóe mắt tôi lại rưng rưng. "Cảm ơn và biết ơn bố mẹ của tôi rất nhiều," Bin nói. Lời khẳng định của bố mẹ đã tạo cho Bin niềm động viên rất lớn. Bin đã tự tin gia nhập Suning và bước lên sân khấu cao nhất thế giới để thể hiện bản thân. Chàng trai trẻ có khát vọng và đã đứng lên. Sọp, tham vọng, vị vua của những khu rừng. Ít ai biết, Sọp đã thi đấu chuyên nghiệp được 8 năm. Khi còn chinh chiến tại Việt Nam, Sọp là người chơi có khả năng chịu được mức ping tệ lên tới 100 để leo lên đầu bảng top 10 xếp hạng đơn Hàn Quốc. Còn ở Việt Nam, anh luôn là người leo lên vị trí top 1 nhanh nhất ở máy chủ này. Người hâm mộ thời điểm đấy luôn gọi anh là Faker trong khu rừng. Định mệnh đưa Sọp đến với LPL, đầu quân cho Snake. Mà ra mắt của Sọp rất hoàn hảo, hiệu quả lên hơn cả mong đợi. Lối đi rừng ảo diệu không thể đoán trước và khả năng xâm lăng mạnh mẽ khiến Sọp được người hâm mộ gắn cho biệt danh tướng cướp Việt Nam vào thời điểm đấy. Đáng lẽ Sọp sẽ tỏa sáng tại Snake, nhưng tiếc thay, ngày ấy đã phụ lòng mong mỏi của Sọp. Một BO10 quá tàn nhẫn đã cắt ngang trái tim quả cảm của bầy rắn và làm gián đoạn tương lai của cả đội hình tiềm năng này. Cho đến hôm nay, Flandre và Crystal vẫn còn mãi trong lòng người hâm mộ, rất đau đớn. Sau trận đấu đấy, sau mốc thời gian định mệnh đấy, Snake hoàn toàn biến mất. 4 năm sau, mọi người mới thấy lại Sọp, một Sọp đầy mạnh mẽ và uy quyền trong khu rừng. Nhờ sự khéo léo, uyển chuyển trong cách đi rừng, Sọp lần lượt hạ gục nhiều người đi rừng lão luyện trên thế giới để đưa Suning đi một hành trình thật xa với sự kỳ vọng của người hâm mộ. Suning đã thua, không thắng được đám quân, nhưng Sọp đã trở lại. Angel, trái tim quả cảm của một thiên thần. Với gia cảnh bề thế, lẽ ra Angel đã phải đi học theo con đường học vấn, khởi nghiệp hoặc kế thừa công việc kinh doanh của gia đình theo một quy củ của dòng họ lâu đời. Nhưng Angel không muốn làm như vậy
cậu ấy không đủ may mắn và bố mẹ không chấp thuận cho cậu ấy theo nghiệp vận động viên chuyên nghiệp. Để chống lại gia đình và theo đuổi đam mê, Angel đã nhiều lần cãi nhau với bố mẹ. Cãi mẹ vì cho rằng họ sắp mất đứa con này. Nhưng cũng không ít lần cậu và bố mẹ cãi vã để họ biết được quyết tâm của Angel. Ngày đưa Angel lên xe để lên đội, bố mẹ đã khóc, nhưng Angel không biết. Anh đang chìm đắm trong niềm phấn khích được sống với đam mê của mình. May mắn thay, đôi mắt của Angel khi ấy chỉ hướng về phía trước. Anh ấy đã làm được điều đấy. Anh ấy đã không làm bố mẹ thất vọng, cũng như không khiến bản thân phải ân hận. Kết quả không quan trọng. Quan trọng là giải đấu tiếp theo sẽ như thế nào. Hoang Phong, xạ thủ cô độc chưa bao giờ nhìn thấy tuyết. Phong độ của Hoang Phong tại trận chung kết rất kém, mọi người có thể thấy được. Đừng bàn đến những vấn đề này nữa, hãy nhìn vào quá khứ của cậu nhóc này. Cậu ấy cần được động viên. Tôi tin cậu ấy có thể làm tốt hơn. Mẹ của Hoang Phong bỏ đi khi cậu mới 12 tuổi, bố thì đi làm thuê xa, chỉ có cậu và chiếc máy tính ở nhà. Mỗi tháng trông chờ vào 400 tệ, khoảng 1 triệu rưỡi của bố. Cậu đã sống một mình 3 năm trong ngôi nhà vô hồn đấy. Cuối năm cấp 3, Hoán Phong cùng bố về quê. Cậu không biết tiếp xúc với mọi người nên đã đi chơi thâu đêm ở các quán cà phê Internet. Sáng ra, hai người em họ cùng chơi Internet với Hoán Phong đã nói với cậu, tương lai, cậu nhất định phải đi chuyên nghiệp. Hoán Phong nhớ rằng tài năng của mình không cao, nhưng cậu luôn làm việc chăm chỉ. Hoán Phong không hòa đồng, nhưng cậu đã cố gắng hết sức để sửa chữa những lỗi mình mắc phải. Năm đấy, cậu đi ô tô đến Ngân Xuyên, cách nhà 1.400 km. Và lần đầu tiên cậu bé 17 tuổi nhìn thấy tuyết, đã rất phấn khích. Sau trận đấu với JD Gaming, Hoán Phong đã đăng lên Weibo. Cảm ơn các bạn đã gọi tên tôi tên là Đường Hoán Phong. Sword Art, người mẹ của cả đội. Sword Art đã tham dự giải vô địch thế giới nhiều lần. Đây là lần thứ 6 anh ấy tham dự giải vô địch thế giới và cũng là lần gần nhất mà Sword Art có cơ hội chạm tay vào chiếc cúp gần đến như vậy. Tuy nhiên, Sword Art vẫn thất bại, nhưng chàng trai ấy không hề bỏ cuộc. Cậu ấy là người chơi lớn tuổi nhất của Suning, có thể nói Sword Art là mẹ của cả đội. Nhưng ai đã nghe mindset của Suning đều biết, anh luôn là người cổ vũ đội trước mỗi trận và là người côn chính trong trận đấu. Chính Sword Art đã luôn chăm sóc toàn đội bằng sự dịu dàng của mình. Có lẽ nên dùng sự tiếc nuối để miêu tả sự nghiệp của Sword Art thì chính xác hơn. Năm 2018, khi còn trong màu áo Flash Group, anh và đồng đội đã có kết quả lượt đi vòng bảng rất tốt, 2-1. Điều này là kết quả từ chuyến tập huấn của họ ở Hàn Quốc trước một tháng. Bất ngờ đã đến ở lượt về, Flash Group cay đắng bị loại khỏi giải đấu năm ấy. Sword Art năm đó đã khóc, cậu ấy cảm thấy có lỗi với đồng đội. Sau này Flash Group tan rã và Sword Art chuyển đến Suning. Không biết mọi người có để ý không, trong trận chung kết, ở phía trên bàn tay phải của Sword Art có hình vẽ logo của Flash Group. Cậu ấy đến với chung kết thế giới với tinh thần của bầy sói điện buộc phải tan rã. Một ngày là sói, mãi mãi sẽ là sói. Mang theo cả lời hứa năm xưa với người bạn thân Kasa rằng sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch cao nhất. Đối với những thành viên của Suning, dù thất bại nhưng đây vẫn là một trải nghiệm quý giá đối với họ. 3 trên 5 tuyển thủ trong đội hình chính của bầy sư tử đều là những tài năng trẻ.
Sát cánh cùng họ là hai ngôi sao dày dạn kinh nghiệm và tài năng đã được chứng minh. Đội hình này chắc chắn sẽ không dừng lại ở ngôi vị Á quân thế giới 2020 mà sẽ tiếp tục hướng tới mục tiêu lớn hơn ở những mùa giải sau. Năm chàng trai đã tỏa sáng ở giải lần này, gần một năm viết nên một truyền thuyết. Dù có thất bại, cũng xin vẫn hãy tiếp tục ủng hộ cho những trái tim quả cảm.